Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Anirat, một là dòng xe của thương hiệu Gian. Và chiếc xe thì được lai giữa dòng xe đua và dòng touring đi phố. Nó là dòng tay cong, dòng tay khoằm của xe đua, nhưng mà sẽ có những cái có thêm hai cái phanh phụ để khi mà các bác di chuyển trên đường dài nó bị mỏi lưng thì chuyển về cái thế này. Thế đi tay nghỉ này, là bóp phanh ở đây. Rất là tiện. Sử dụng như một chiếc touring. Bánh cũng là bánh dạng lớn hơn là những chiếc xe đua. Nó là bánh 700. Nó là bánh 700 x 32C. Mày nguyên bản gian này, bánh viết các thứ à. Toàn bộ xe là nguyên zin. Tất tần tật hết. Xe thì được sử dụng bộ lốp chuyển động Shimano Tiagra với 10 tầng líp và 2 tầng đĩa. Xe có 20 tốc độ khác nhau. Sử dụng bộ chuyển động từ đè sau đến đạp đĩa trước rồi đùi đạp. Và hai cặp tay lắc full hết toàn bộ là Shimano Tiagra. Thương hiệu Gian. Xe thì khung nhôm và đã được chạy âm sườn dây. Tổng thể xe thì các bác có thể tự đánh giá trên hình, rất là mới và đẹp. Chủ xe cũ họ đi rất là giữ gìn nên là giữ cái độ mới của chiếc xe đó tương đối là tốt. Dòng xuất khẩu các bác có thể thấy tem ở đây, Australia New Zealand, xuất sang thị trường Australia New Zealand. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì xe là size S, phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m72-73 đi là phù hợp. Chiếc xe được bán bên em mức giá chỉ có là 16.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.